vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng trong thời gian chờ ly hôn. Trong thời gian chờ ly hôn, Lê Thị Nguyệt ở Ninh Bình rủ cháu họ mua một gói ma túy bỏ vào nhà chồng, rồi dùng số lạ gọi điện báo cho con trai. Ngày 26 tháng 2, công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt, 44 tuổi và Phạm Lý Tưởng, 23 tuổi cùng chú xã Gia Phương, Gia Viễn để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tối 19 tháng 2, công an huyện Gia Viễn nhận được trình báo của anh Đinh Văn Điền, 44 tuổi, ở xã Gia Vượng, Gia Viễn. Về việc có một người lạ gọi điện cho con trai anh nói rằng trong nhà có ma túy, anh còn phát hiện nhà mình bị mất trộm một xe máy. Khám xét nhà anh Điền, cảnh sát phát hiện trong tủ kệ tivi có một gói ma túy. Qua điều tra, công an xác định Lê Thị Nguyệt, vợ anh Điền, cùng cháu họ chị nãy là phạm lý tưởng gây ra vụ việc. Nguyệt Khai, do vợ chồng mâu thuẫn tình cảm, thường xuyên đánh chửi nhau, nên đã ký đơn ly hôn. Trong thời gian chờ ly hôn, chị ta còn ấm ức với chồng, nên ngày 19 tháng 2, đã cùng cháu họ mua ma túy. Đến nhà anh Điền bỏ vào tủ kệ TV. Sau đó, tưởng đã lấy chiếc xe máy của chủ nhà, mang đến cửa hàng cầm đồ. Tại tỉnh Hà Nam lấy 5 triệu đồng. Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của tưởng. Những tình tiết ly kỳ trong vụ cầm nhầm xe laser ở Cần Thơ. Việc anh Sơn tự ý lấy chìa khóa xe laser trên quầy lễ tân mà quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn không biết đã có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản. Chiều 25 tháng 2, Công an thành phố Cần Thơ đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến nghi án cầm nhầm ô tô laser tại một khách sạn ở Cần Thơ được dư luận quan tâm trong vài ngày qua. Theo thông tin chính thức, lúc 1 giờ ngày 9 tháng 2, chị Phạm Thị Thanh Vân, 40 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng con trai và ba người bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bằng xe ô tô Lexus RX 350 màu đỏ mang biển số 51F35410 vào nghỉ tại một khách sạn Phương Nga, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tối ngày 19 tháng 2, sau khi cả nhóm đi chơi về, bạn của chị Vân giao chìa khóa chiếc xe ô tô trên cho anh Mạch Thế Bảo, quản lý khách sạn Phương Nga, để anh Bảo sắp xếp xe vào bãi xe khách sạn. Chìa khóa xe được quản lý khách sạn để vào rổ chìa khóa xe của khách trên quầy lễ tân. Cùng lúc này, anh Đình Thanh Sơn, 32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, huyện Nho Quang, Ninh Bình và bạn là anh Phùng Văn Khánh đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ và đến khách sạn Phương Nga để tìm chị Vân. Anh Sơn đến gặp lễ tân khách sạn hỏi số phòng của chị Vân, nhưng lễ tân không trả lời do khách sạn quy định không được cung cấp thông tin khách hàng. Lợi dụng lúc nhân viên khách sạn sơ hở, anh Sơn đã lấy chìa khóa xe le RX 350-51E-35410 để trên quầy lễ tân của khách sạn tự ý ra bãi giữ xe, lùi xe le ra đường chở theo anh Khánh rời khách sạn. Lúc này anh Bảo chẳng hỏi nhưng anh Sơn không trả lời và chạy đi luôn. Nhân viên lễ tân điện thoại xác minh thông tin với chị Vân thì được biết chị Vân không giao chìa khóa xe cho người khác. Anh Bảo liền dùng xe mô tô đuổi theo đến trạm thu phí cầu Cần Thơ thì trình báo với trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố Cần Thơ. Công an sau đó đưa anh Sơn và anh Khánh về trụ sở để làm rõ vụ việc. Qua làm việc, công an xác minh chị Phạm Thị Thanh Vân và anh Đinh Thanh Sơn từng sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013 và có một con chung, đến năm 2015, chị Vân không tiếp tục sống với Sơn mà trở lại với chồng chính thức. Riêng chiếc xe ô tô Laser 51F35410, công an xác minh được chiếc xe trên do cha ruột của chị Vân mua lại từ vợ chồng chị Vân, nhưng do cha chị Vân không thường xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh nên để cho con trai em ruột chị Vân đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Người em này của chị Vân tiếp tục giao xe Laser trên cho chị Vân sử dụng. Liên quan đến vụ việc, công an cho biết theo quy định tài sản của khách hàng để tại khách sạn bị mất thì khách sạn có trách nhiệm bồi thường. Do vậy, khi anh Sơn tự ý lấy chìa khóa xe mươi 51 f 35410 trên quầy lễ tân mà quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn không biết thì đã có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản và bị hại là anh Mạch Thế Bảo, quản lý khách sạn Phương Nga. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định. ghen tuông giết nhân tình của vợ Phát hiện nhân tình của vợ ngủ lại nhà, nổi máu ghen đối tượng cầm dao đâm chết tình địch Ngày 19 tháng 2, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thiện, 35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, do Thiện và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cả hai sống ly thân. Thời gian gần đây, Thiện phát hiện vợ có tình nhân nên nảy sinh ghen tuông, Rạng sáng ngày 12 tháng 2, thiện biết được anh hát 26 tuổi ngủ lại nhà vợ, nổi máu ghen, thiện mang theo dao đến xử lý cặp nhân tình. Thiện dùng dao đâm anh hát tử vong và gây thương tích cho vợ rồi bỏ trốn. Hôm sau, thiện bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. chồng dùng gậy đập chết vợ sau câu nói thằng nào nhậu thì thằng đó dẹp. Gã chồng dùng gậy đập chết vợ chỉ vì nạn nhân không dọn chiến trường ăn nhậu lúc đêm khuya. Chiều 23 tháng 12, Đại tá Phan Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Thạch Thương sinh năm 1970, ngụ ấp Bắc Nhật, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng về hành vi giết người, nạn nhân là bà Sơn Thị Đê, vợ thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối ngày 20 tháng 12, Thương tổ chức ăn nhậu tại nhà với bạn bè. Tàn cuộc nhậu, Thương kêu bà Đê dọn dẹp chiến trường ăn nhậu, giúp mình. Nhưng bà Đê bảo, thằng nào nhậu thì thằng đó dẹp. Nghe vậy, Thương dọa, mày không dẹp thì tao đập bể hết. Bà đê thách thức thì thương đập mấy cái chén dưới đất, thấy vậy bà đê cũng ném chén vào vách, tức giận, thương chống gậy đứng dậy, thương bị đau thần kinh tọa nên phải dùng gậy để đi, và cầm cái bình đựng nước đá ném về phía vợ mình. Bà đê chạy ra ngoài sân la lên, thì thương dùng gậy đập, dùng tay bóp miệng vợ, và đập liên tiếp nhiều gậy vào đầu bà D. Bà đê đi loạn toạn qua cầu và nói, ngày mai tao không nấu cơm cho mày ăn nữa, sau đó thương vào nhà ngủ. Bà Đê đi một đoạn thì té ngã, sau đó bò vào nhà hàng xóm nằm thoi thóp. Nạn nhân được hàng xóm đưa lên bệnh viện ở thành phố Cần Thơ cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong vào tối 21 tháng 12 vì chấn thương sò não quá nặng. Nhận được tên báo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ, qua làm việc, thương thừa nhận đã dùng gậy đập chết vợ. cha chém chết con gái 2 tuổi ngay trên tay mẹ. Trong lúc tức giận vì vợ can mình chém một thanh niên chính ít ở miền Tây dùng dao sát hại con gái ruột mới 2 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 2 tại phường 2 thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nghi phạm đang bị cơ quan công an tạm giữ là Sơn Diễm, 26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thông tin ban đầu, thời điểm trên do mâu thuẫn cá nhân nên Sơn Diễm dùng dao chém một thanh niên trọng thương, vợ Sơn Diễm đang bế con gái mới 2 tuổi trên tay, nhìn thấy chồng chém người nên chạy đến can ngăn. Tức giận vì vợ dám can ngăn, Sơn Diễm dùng dao chém một nhát trúng đầu con gái khiến bé tử vong. Nhận được tên báo cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, công an đã bắt giữ nghi phạm gây án, vụ án đang được điều tra làm rõ. Đổi 1 triệu tiền thật, lấy 12 triệu tiền giả, bằng khăn ướt. Nhiều người ở miền Tây sụp bẫy, đổi 1 triệu đồng tiền thật, lấy 12 triệu đồng tiền giả, bởi một thanh niên ở Sóc Trăng. Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt tạm giam ông Nhược Trường, 25 tuổi, ngụ sóc trăng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Trường sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để giao đổi tiền giả mệnh giá, từ 50.000 đến 500.000 đồng lấy tiền thật. Thanh niên này đưa ra tỷ lệ, cứ 1 triệu đồng tiền thật, đổi được 12 triệu đồng tiền giả. Với chiêu thức này, từ tháng 6 năm 2017, đến khi bị bắt, Trường đã liên hệ. Thỏa thuận giao dịch qua đường bưu điện, với hàng chục khách hàng ở các tỉnh thành miền tây tuy nhiên sau khi nhận tiền thật của khách hàng trường không có tiền giả để giao mà đóng gói khăn ướt gửi lại họ